Bát Quái Đồ do đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Vô Vi thực hiện bài 2, lễ nhập đàn luyện khí. Trước khi thực hiện Bát Quái Thiên Đồ trận, mọi người trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Vô Vi phải làm lễ nhập đàn dưới sự chỉ huy của thầy Hoàng giáo từ Bến Tre ra Hà Nội tiếp sức. Lễ nhập đàn xong, mọi người sẽ luyện pháp môn Phật Khí Công do thầy Hoàng giáo dạy. Phật Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Từ Bi Gia Hộ cho đệ tử
chúng con thiền não đoạn diệt nghiệp trước tiêu trừ thường hoạch kiếp cường vĩnh ly sầu ách và siêu tiến chư giác linh chư chân linh cao căn và quốc và chư hương linh được thờ tử trong đạo tràng này giá bảo này và hương linh cậu cạn đồng cô hữu danh vô dĩ hữu dĩ vô danh và những quan gia quan học cái chỗ siêu sanh cực lạc nhất thành thượng đạt hoàn tội văn tiêu nguyện hương linh đắc độ cao siêu hạnh kiểm lệ lạc khổ nguyện thâm siêu dương thối pháp giới chúng sanh tài thành phật đạo giới hương định hương với huệ hương giải thoát trì cái hương tán tỏa đài mấy cùng pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát dân hương lên nắng vui lễ trai đàn thần phẩm ba lệ có gì bạn nên là cần cái gì anh cũng rồi cũng có duyên trao lại tới cái thành công này đã cái dịch ra từ tiếng Phạn khi thầy còn ở nước tiếp ở Tây Tạng nhé thì nay truyền lại cho quý vị thấy nguyện hương và cái lời đọc có dễ hiểu không? Dịch ra tiếng Việt rất là dễ hiểu đúng không? Thì biết thân thế khi mà nguyện hương nó đã giới thiệu rồi chúng ta là đại sứ của Như Lai, có nghe đại sứ của Như Lai nguyện cứu muôn loài hiện vào lục đạo phát ban phiền não diệt bỏ vô minh giảng kiếp tiếp linh trợ khai phật huệ trí sâu như biển là để biến cái ta bà này thành cực lạc, nó không còn lộn lên lộn xuống gì nữa, ở đâu cũng là cực lạc hết. Thì quý vị học ở đây là ở thập thông đây là chính tác quả vị Phật, đây là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc ơn, thiên tỷ thông, thiên thực thông, thiên thân thông, thiên ý thông, thành tốt thông, tha thân thông, tốt mạnh thông, lậu thân thông. Và tất cả cái thông này quý vị đã rất là cơ duyên, kể cả in trên mạng cũng chưa đủ và chưa có cái khi tự nhiên mình mà không có ai để bắt ánh, không có ai cai trị nó có. Hôm nay cũng có duyên thì đây là chú Hùng cũng là cũng là để hỗ trợ nhau vì là chúng ta bị vậy là tây phương cực lạc, mà biết ở đây là tây phương cực lạc chứ hỏi cái gì đâu cũng hết được, phải không? Chuyển vào lục đạo pháp an thì nào? Thì cái thật tâm đây, thứ nhất quý vị phải tụng bài một cái chữ cho nó thuộc, có một câu chú thôi. Ví dụ thiên chi thần quan, địa chi thần quan, nhật nguyệt thần quan, nhãn liên quan, chú chi nhãn danh, chú danh nhãn khai quan, thần thông nhập nhãn, tóc chi nhãn bàn, tóc chấp như vũ thiên nữ lục lệnh nhất. Thì quý vị nhớ cái câu chú đó thuộc lòng, hít vô một lần là học một lần, giữ hơi một lần đọc một lần bài đó, và thở ra cũng đọc một lần. Vậy chú ông nói vậy hiểu không? Hít vô là hết một bài, giữ hơi hết một bài, thở ra hết một bài là chỉ có một thiên nhãn thông thôi, hít vô đọc hết bài thiên nhãn thông, giữ hơi đọc hết thiên bài thiên thông, thở ra cũng đọc hết thông, mà đọc trong tâm thôi nghe. Đó thì cái bước đầu vô đầu tiên hết là quý vị so hết tất cả các cái mình cho nó nóng lên, bắt đầu với quý vị tịnh tâm chưa đọc chú nha, bắt đầu từ đây hít vô. Dưới tay liền đưa lên, giữ hơi,
giữ thôi, thở ra, hít vô, giữ thôi, thở ra. Rồi cái đây là cái màu, gọi là cái biến nó thành ra như cái màu xanh của tất cả các loại cây, cũng như là tâm nó quả nó lúc nào cũng sinh trưởng hết. Tới đây là đất, đây là đất, cái thân ta cũng như là nó hòa đồng với đất vậy đó. Cũng hết thì như vậy, hết vô nó co có một ngón ha, cái một ngón này nó co được. Phải có một người là ăn đất đấy, cái này ăn khẩu của thầy. Rồi hết vô, giữ thôi, thở ra, hết vô, giữ thôi, thở ra, hết vô. Thôi. Thở ra. Rồi cái đổi ngón, cái đưa ngón này lên. Ngón này, đây là ấn thủy. Ngón danh đi vô, còn bốn ngón kia đưa lên, gọi là ấn thủy. Nước, tất cả máu huyết trong người nó điều hòa lại. Ai mà điều cao huyết áp hoặc huyết áp thấp nó điều hòa lại. Nó điều hòa lại. Hết vô. Giữ hơi, thở ra, hít vô, giữ hơi, thở ra, hít vô. Thở ra. Rồi đổi ngón, đây là ấn quả. Hai người là tăng quả nhiều quá. Ai tăng quả nhiều thì nó điều hòa, nó không nóng, không giận, không thở, không bất cứ một cái gì. Rồi nó điều hòa hết, rồi nó thẳng lặng. Đây là cái nhiều điều hòa. Hết vô. Giữ thôi, thở ra, hết vô, giữ thôi, thở ra, hết vô, giữ thôi. Thở ra và đổi hai ngón này co vô, đó, đặt cái này lại, rồi cũng như vậy hít vô, giữ hơi, thở ra, hít vô. Thì
để món gì rồi chụp gì, để món gì chụp vậy, chưa quen ha. Còn quen rồi thì vậy nó ra cái dáng mà bắt ánh hơn, còn chưa quen thì chụp vậy thôi ha. Rồi hít vô giữ hơi, thở ra, xong đưa hai tay xuống. Ấn này là ấn gì? Di Đà đó. A Di Đà thường hay mặt ấn gì nè. Rồi cái bắt đầu cái gì nhắm mắt lại, hết vô đọc bài Thiên Nhãn, xong Thiên Nhĩ, Thiên Tỷ, Thiện Thân Ý, Túc Mạng Thông, Tha Thân Thông, Thành Túc Thông, Lợi Bình Thông. Các bài hết vô một lần, đọc một bài, giữ hơi, đọc một bài, thở ra, đọc một bài, nhớ không? Rồi đã tập hết 10 cái thông đó, bắt đầu đưa tay lên, nhớ đọc hết bài 10 đó cái đưa tay lên, tay trái để lên trên đầu, tay phải che cái gì vậy? Rồi bắt đầu thở tay. Hai tay đưa ra, kéo xuống, đưa lên, đặt hai đôi tay lại. Rồi bắt đầu đưa ra, thả ấn nằm. Hai cái tay chắc lại, đưa cái ấn con nằm ra. Rồi, vậy nè, đưa này vô, hai nó thẳng ra, đưa này thẳng ra. Là ba tiếng mở là hoặc là lần sau mà ba chữ khai thông đó, bắt đầu đưa lên đầu sẵn rồi trở về cuối cùng là hết bài. Là quý vị trong vòng 3 ngày quý vị thông, thứ nhất á, ở đây nó đau, mắt nó đau, tại nó mở ra nó đau, lỗ tai nó hơi đau, nó nghe và tất cả các vị đạo nó đau, nó mỏi, nó khó chịu. Thứ nhất là nó mở ra nó đau, quý vị đừng có thuốc giảm đau như tê phi hay là thuốc giảm đau biết là Vinmax uống vô, tại nó mở ra nó rất đau, nó mở các cái vị nó đau lắm. Thì quý vị ráng so bóp rồi massage cho nó điện đó. Khi mở ra là có thể quý vị thấy các cái cảnh giới nó như là người dị dạng có các cái tội ma quỷ có các này kia, quý vị thấy định tâm lại niệm Phật hoặc là có một cái cô chú trừ ma trừ cũng trừ các tội đó, hoặc là niệm Quan Âm hay là cái gì hậu thân cho mình, thường đó là hậu thân cho mình thường yên á, thì quý vị đọc thì trong nó nhất tâm nó đọc nó rất là đau. Thứ nhất thì về cái phổi nó đau, cái phổi tại tập lâu và tập không tập hít thở nhiều á, nay tập nó bị như chuột rút vậy đó, nó đau cái phổi và các cái cơ nó bị thật. Sau một tuần lễ quý vị ngồi trong đây tưởng tượng đang ở ngoài đường, tưởng tượng thí dụ nha, tưởng tượng đang ở dưới chợ, mình đi vòng vòng mua cái gì ra tính tiền, xong đi lên trở lại, ha, rồi cái thí dụ chú này đi, thì cô đi xuống và hỏi hồi nãy có thấy cái hình cái ông đó đi xuống đây không, đem cái hình xuống, thì mà cái cô đó nói thấy đi phớt qua, thì là cái người quý vị đó là xuất thần chuyện được, ha, hiểu không? À. Bây giờ kiểm tra lại cái này hả? Biết là sao?
hít vô tâm tĩnh lặng, 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 giữ hơi tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tĩnh lặng, thở ra mọi phiền não nghiệp chướng bệnh hoạn đi theo ra luôn. Là quý vị là cũng như cái căn nghiệp mình đó, nó làm chi phối mình tập không được, phải tập hết thở, tức là các cái tạp niệm nó vô, các cái chướng ngại nó vô, thì quý vị là hết vô tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, giữ hơi tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tĩnh lặng, thở ra mọi phiền não nghiệp chướng bệnh hoạn đi theo ra luôn. Quý vị tập 3 lần hoặc là 3 phút thì quý vị đổi cái lên tầng thứ hai, hít vô tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, giữ hơi tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, thở ra trí huệ thông minh, học đâu thông đó, khi đâu đậu đó, làm đâu đặng đó. Quý vị tập cái bài này 3 phút, hít vô tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, giữ hơi tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, thở ra trí huệ thông minh, học đâu thông đó, khi đâu đậu đó, làm đâu đặng đó. Tập cái 3 phút hoặc là tập cái 3 lần cũng được. Xong qua tầng thứ 3, hít vô tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, giữ hơi tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, thở ra tôi nói mọi tầng lớp đều nghe, từ già trẻ bé lớn cho đến sĩ năng công thương canh tiểu ngư mục đều nghe tôi nói. Tập cái này 3 lần, hít vô tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, giữ hơi tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, thở ra tôi nói mọi tầng lớp đều nghe, từ già trẻ bé lớn cho đến sĩ năng công thương canh tiểu ngư mục đều nghe tôi nói. Xong nó lên tầng thứ tư là tầng cao nhất. Quý vị tập tới đây sẽ gặp nhiều chướng ngại và gặp nhiều cái cảnh nó giáng tới, quý vị sợ không chịu không nổi, ngủ có thể giật mình, không ngủ có người kêu, các chư vị ta về kêu thì không có khi đến giật mình, thì biết tâm niệm Phật. Và quý vị thích vô tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, giữ hơi tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, thở ra tôi nói mọi tầng lớp đều nghe, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, thần, thánh, tiên, Bồ Tát, Phật đều nghe tôi niệm Phật. Tập cái này 3 lần xong rồi ngồi niệm Phật. Hoặc là quý vị công phu, quý vị công phu thứ nhất nhìn đây một hướng, công phu hết một bài như quý vị vừa đọc nãy đó, một hướng xong rồi quay qua hướng này, quay hướng bốn hướng, quý vị tuần đầu làm được bốn hướng như vậy, qua tuần sau 8 hướng, vẽ cái bát quái làm sao đủ cái 8 hướng, mà 8 lần đọc y như chăng như vậy thì quý vị là đi bốn phương tám hướng, không ai rớt cái gì hết, không ai chạy gì được, không ai chạy gì cái gì, bất cứ một cái gì. Cái đó gọi là mới có một tí đèn, chưa được một đèn. Một đèn là một ngày một đêm không ngủ, một ngày một đêm ăn xong rồi vô cứ tụng bao nhiêu đó thôi, cứ xây hết cái này, hết cái này, cứ hết hết cái tám hướng, bốn phương tám hướng xong cây Phật thơ một triệu hộ à hả cây Phật thơ triệu hộ à hay xây vậy nè, xây đúng như vậy. Mà quý vị là một ngày một đêm không ngủ, mà hai ngày hai đêm không ngủ là quý vị chịu thôi, mà chỉ đọc nhiêu đó thôi, chứ ngoài ra không đọc gì khác nữa hết, chú tâm như đó. Còn nếu mà đã nằm nữa cũng đọc bài vậy, mà nằm nghiêng bên đây cũng đọc bài vậy, nằm nghiêng đọc gì, nằm sắp cũng đi gian vậy, thì quý vị nằm chỗ nào cũng không ai phá được hết rồi, lúc nào cũng tĩnh tâm. Tại khi mình bỏ cái xác này ra, cái thần mình đi qua bên thế giới bên kia thì có nhiều gia trầm, lúc đó rất là sợ, rất là đau đớn. Khi quý vị xuất thần ra rất là đau đớn, thì mình tập riết như vậy, khi mình xuất thần ra để cái xác đó, quỷ nào cũng không dám vô, tại biết nào mình cũng có chú ở trên rồi, hiểu không? Là mình nằm nữa cũng có chú ở trên, mình nằm nghiêng bên đây cũng có chú ở trên, mình nằm nghiêng bên đây cũng có chú, mình nằm sấp cũng có cái chú ở trên rồi. Và khi mình bất cứ giờ nào cũng vậy, là không, mình bỏ xác mình đi ở đây nó vẫn bình thường.
là mình nhập định mình muốn đi đâu, mình muốn tái sanh đâu cũng được hết, rồi rất là dễ. Muốn trẻ thì quý vị muốn trẻ đẹp thì thích vô tâm định lành, tâm định lành như phải tâm định lành tạo ra cho trẻ đẹp, trẻ đẹp dần, trẻ đẹp dần, trẻ đẹp dần. Thấy không? Thì theo quý vị muốn cái gì thì trong lúc thở ra mình nói. Tiền. Ví dụ giờ cái vướng mắt ở một cái chỗ nào đó, thích vô tâm tinh thần như thế, thở ra cũng mở tất cả những, không còn chướng ngại nữa, không còn chướng ngại nữa, không còn cái vướng tâm tinh thần nữa, giải quyết được là hết tất cả. Thì quý vị học được cái thần quyền, Bồ Tát quyền, mà chút nữa sư sẽ tìm lại cho quý vị gọi là Phật quyền để khai thông tất cả. Phải tập rồi nhưng mà mình phải lại đảnh lễ Phật. Đó là sức mạnh trường sinh Phật tử và đệ tử xuyên qua càn khôn vũ trụ, khi họ nước âm dương Phật quyền của mình đó, là cái trường sinh bất tử của mình đó, nó xuyên qua ánh sáng, nó mạnh hơn và nhanh hơn ánh sáng, xuyên qua vũ trụ luôn. Phật quyền vô địch, Phật cước vô thông, để vò trì nhất chỉ khai thiên môn, chỉ khai âm phủ, để là Phật tổ độ sư sư tổ đó hộ trì cho đệ tử, là vò trì chánh đạo cấp cấp như lục lĩnh, thì chỉ cái quý vị sẽ làm cái đó luôn. Rồi xong quý vị lại Phật, lại ví dụ á một bước một lại, hoặc là đứng tại chỗ lại, nó có gồm có đứng tại chỗ lại một bước, tiến tới lại một bước, lui sau lại ba bước, tiến tới lại ba bước, lui sau lại năm bước, bảy bước, chín bước, và quý vị lại tới 108 thì nó gọi là kim cang bất hoại. Hồi nãy thầy giới thiệu là pháp luân thường chuyển huệ tâm thai, các đoạn sanh tử bỏ đâu tọa bảo đài, kim can đảnh lễ y vương vị, thân tâm thanh tịnh bái Như Lai, là cái khúc đầu tiên mà vô thôi. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, các đoạn sanh tử tọa bảo đài, kim can đảnh lễ y vương vị, kim can là cái thần kim thân bất hoại, thân tâm thanh tịnh bái Như Lai. Quý vị phải xả tâm thanh tịnh mới bái Như Lai, không? Mà quý vị biết lại Phật, biết đốt nhang đã thành Phật. Thấy không? Thành Phật là sao? Quý vị nói Phật đó là cái gì? Phật là tất cả dạng vật chúng sanh. Hỏi ta thành Phật chưa? Thành rồi. Hỏi Phật ở đâu? Ta là dạng vật, dạng vật chính là ta. Ta chẳng khác gì dạng vật chẳng khác gì ta. Chính bản thân ta là dạng vật, nếu dạng vật thì đau thì khổ, chính bản thân ta thì đau khổ, nếu dạng vật sung sướng thì chính bản thân ta sung sướng. À, nó không còn kẻ thù, không còn cái thần nhân, không còn sân si, thì mình giải quyết mọi vấn đề. Cái lời nói mình nó không xuyên tất cả tạo chuyện là chuyện thứ nhất. Thì bây giờ là thầy chỉ cái pháp để mà uống để mà khai thông sức quyền, hay gọi là Phật quyền, là toàn tỉnh nó hiếu bình tĩnh. Thế thì cái ba tư nước này nè, cho tôi mượn ba cái ly nước, một cái ba cái ly thôi, đó là cái ly trên bàn, ba cái ly xong rồi. Ta có thể thêm cái